Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Ươm Mầm Vlog lại tiếp tục giới thiệu các bạn một loại hạt giống mới nhé. Đó là hạt giống hoa cúc bất tử mix, tức là nó sẽ trộn lẫn màu ạ, có khoảng tầm 3-4 màu gì đó. Vâng, vậy thì trên tay tôi là cái gói hạt giống hoa cúc bất tử. Tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cách ủ hạt cũng như là cách chăm sóc khi mà cây lớn lên và trưởng thành nhé. Vậy thì các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi cái gì? Đó là một gói hoa cúc bất tử như thế này. Một bát nước ấm ấm. Đó. Và các bạn sẽ... Bây giờ tôi sẽ dùng kéo để cắt cái gói hạt giống này ra nhé. Đây. Một gói này sẽ được 100 hạt các bạn ạ. Đây, nó nhỏ như thế này. Thì các bạn sẽ ngâm vào, cho vào cái bát nước ấm này mà các bạn đã chuẩn bị rồi. Đó. Đây, các bạn sẽ cho vào đây. Tùy theo các bạn ngâm bao lâu, bao nhiêu cũng được. Nhưng mà nên nhớ là nước ấm độ khoảng tầm 28-30 độ C. Nếu các bạn sẽ ngâm khoảng tầm 5-6 tiếng đồng hồ nhé. Các bạn sẽ ngâm khoảng tầm 5-6 tiếng đồng hồ thì để làm sao để cho cái hạt giống hoa này nó sẽ hút được cái nước đó và nó sẽ có cái độ ẩm và sau này nó sẽ nảy mầm nhanh hơn. Đó. Rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho tôi một cái giấy ướt như thế này. Đây. Khi đã ngâm được khoảng 5-6 tiếng rồi thì cái giấy ướt này là để các bạn sẽ bọc lại cái hạt hoa cúc bất tử này nhé. Đó, đây. Rồi các bạn sẽ gói lại rất là cẩn thận và kỹ càng nhé. Các bạn bọc lại đây, như thế này. Để cho tránh mà cái hạt của chúng ta nó sẽ bị rơi rớt ra ngoài và các bạn sẽ cho vào cái túi này nhé. Các bạn sẽ cho vào túi và ở trên mép như thế này thì các bạn sẽ kết mép này lại và gấp lại như thế này, đúng không ạ? Đó, rồi các bạn sẽ cho vào trong cái lọ, một cái lọ nhựa như thế này nhé. Đây, các bạn cho vào một cái lọ nhựa như thế này thì sau khoảng tầm 10-15 ngày thì hạt sẽ nứt mầm và lẩy mầm ra. Thì sau khi hạt nứt mầm và lẩy mầm ra như thế này thì các bạn sẽ bỏ hạt ra để cho ra ngoài đất gieo, hoặc là các bạn sẽ cho vào cái viên nén nảy mầm như thế này. Đây, tôi sẽ thả vào cái viên nén nảy mầm này khoảng tầm, các bạn sẽ để khoảng tầm 3-5 phút sau nhé. 3-5 phút sau thì là nó sẽ nở hoàn toàn ra rất là to. Đúng, vậy thì trong quá trình mà chờ đợi cái viên nén ở mầm này nó nở ra thì tôi nói qua một chút về cái hoa cúc bất tử này. Thì cái hoa cúc bất tử này là được xuất xứ từ Đức. Và cái nhiệt độ mà để gieo cái hạt của hoa cúc bất tử ấy, thì là khoảng tầm từ 10-30 độ C và nhiệt độ sinh trưởng của nó là 10-35 độ. Nhưng mà một cái nhiệt độ thích hợp nhất để cho cây sinh trưởng và phát triển ấy, và cũng như là cái hạt của chúng ta mà có cái độ ẩm hay là cái điều kiện mà để phát triển nảy mầm nhanh ấy, thì đó là một cái nhiệt độ rất là thích hợp, đó là từ 17-25 độ C mà là một nhiệt độ thích hợp nhất. Thì cũng có thể là các bạn sẽ dao động lên khoảng tầm độ khoảng một vài độ nữa cũng được, không sao. Và cái chiều cao của cái cây hoa bất tử này, cây hoa cúc bất tử này là khoảng tầm 40-60 cm. Cái thời gian ra hoa của nó là khoảng tầm 80-90 ngày từ khi các bạn gieo hạt xuống, tức là lúc đó là chúng ta, cái hạt của chúng ta đã nứt mầm ra rồi và chúng ta sẽ gieo xuống dưới đất. Đó là khoảng tầm 80-90 ngày. Thì là với một cái điều kiện nhiệt độ này, ánh sáng này, thời tiết này, nó phải thật đầy đủ, nó phải thật tương ứng với cái điều kiện sinh trưởng và phát triển của cây có hoa cúc bất tử thì nó mới lên được với đúng cái thời gian dự kiến là khoảng tầm 80-90 ngày thì nó mới ra hoa. Còn nếu như các bạn không tuân thủ theo những cái kỹ thuật hay là những cái điều kiện nhiệt độ môi trường nó không đủ để đạt yêu cầu thì nó có thể nó sẽ ra chậm hơn. Đó.
Vâng, vậy thì lúc này thì cái viên nén này mầm của tôi nó đã lở ra hết rồi. Và lúc này thì các bạn sẽ lấy cái hạt giống hoa cúc bất tử này đã được ủ ở trong lọ và lúc này nó đã lở lấy mầm rồi, thì các bạn sẽ lấy ra và các bạn sẽ cho vào trong viên nén này mầm nhé. Thì các bạn đã khi mà cho cái hạt giống hoa này vào trong cái viên nén này mầm rồi thì các bạn sẽ tưới phun xương hàng ngày cho tôi nhé. Tưới phun xương hàng ngày, một ngày 2 lần, đó là vào buổi sáng sớm và buổi chiều. Thì các bạn nên nhớ là chúng ta không tưới vào buổi chiều tối, bởi vì tưới vào buổi chiều tối thì là cái nước nó chưa kịp mà thoát đi và nó sẽ bị gây ngập úng cho cái hạt giống của chúng ta nhé, và nó sẽ gây bị thối hoặc là bị hỏng nó. Vậy thì cái cây hoa cúc bất tử này này nó cũng không mất khá gì, nó không mất quá nhiều thời gian là khi các bạn chăm sóc nó đâu. Tức là cái thời kỳ đầu tiên ý, mà khi cây con mà mới mọc lên ý, thì các bạn cũng chỉ cần là chúng ta sẽ tưới nước, tức là lúc nào cũng bảo đảm được là cái cây cúc cái trong cái bầu chậu đó lúc nào cũng có phải có cái độ ẩm để cho cây của chúng ta sẽ phát triển một cách tốt nhất. Cây hoa cúc bất tử này thì nó cũng không cần phải có các bạn không cần phải tưới quá nhiều nước, bởi vì là nó có thể nó chịu được cái hạn và chịu khô, nhưng mà để mà bị ngập úng là cây sẽ không thể chịu được, bởi vì cái sự chịu nước của nó rất là kém. Cho nên mà có thể là khi mà cây đã trưởng thành lên rồi độ khoảng tầm 1 đến 2 tháng rồi thì các bạn cũng không nên cần tưới quá nhiều nước. Lúc này thì các bạn nên tưới 2 đến 3 ngày các bạn tưới một lần nước thôi. Đó. Và khi cây được khoảng tầm độ khoảng 1 tháng rưỡi thì các bạn sẽ bón phân nhé. Và các bạn bón phân là bón phân NPK. Các bạn pha thật loãng ra. Pha thật loãng ra và cho vào cái bình phun xương, cái bình xịt ý, thì các bạn sẽ tưới phun xương. Và lúc này các bạn tưới là tưới sát với cái mặt đất của cái hoa cúc nhé, cây hoa cúc nhé. Chúng ta sẽ không tưới rông lên trên cao, bởi vì tưới rông lên trên cao thì những cái phân mà nó xuống nó sẽ bám vào những cái lá đó thì nó sẽ làm hỏng mất cái lá hoa cúc của chúng ta. Vậy thì khi mà cây được 3-4 lá rồi thì các bạn sẽ chuyển sang một cái chậu to hơn. Và lúc này yêu cầu chuyển sang chậu to hơn thì các bạn cũng nên có một cái loại đất rất là phù hợp ở cho cái hoa cúc bất tử này, đó là đất Chibat, một loại đất rồng rất là tốt. Thế thì các bạn cũng yêu cầu các bạn là phải có cái chậu to khoảng tầm 20-25cm, thì là bên dưới đáy chậu các bạn cũng phải có những cái lỗ thoát nước ở bên dưới đáy chậu nhé, bởi vì khi mà chúng ta tưới nước thì cũng phải có cái lỗ thoát nước để cho nước mà tưới vào cây thì nó sẽ không bị ngập, không bị úng. Khi mà bón phân thì các bạn lưu ý này, khi mà sang chậu được khoảng tầm 2 tuần rồi thì các bạn sẽ bón phân. Phân thì các bạn cứ bón phân NPK pha thật loãng ra cho tôi. Thì một cái lưu ý nữa đó là cái cây hoa cúc bất tử này thì các bạn không cần phải bón quá nhiều phân. Cứ một tháng thì các bạn bón phân một lần thôi. Và pha thật loãng ra để chúng ta bón. Thì khi mà độ khoảng tầm cây được khoảng tầm 3 tháng rồi, lúc này là cây đã rất là cứng cáp và cái sự ra hoa, ra lụ này, ra cái lụ và những cái cành mà nó còi cọc ấy thì các bạn nên cắt tỉa bớt đi, bởi vì chúng ta sẽ dồn tất cả cái chất dinh dưỡng đó cho những cái hoa sau và cái thân cây, để cho nó có cái sự sau này khi mà ra hoa thì hoa nó sẽ to hơn, đều hơn và cái màu sắc của nó sẽ cũng sẽ đẹp hơn. Thì những cái những cái cành còi cọc hay là những cái mà lụ bé thì chúng ta nên cắt tỉa bớt đi, thì chúng ta sẽ dồn cho các chất dinh dưỡng sau này để cho những bông hoa sau nó sẽ ra to hơn. Vâng, vậy thì tôi cũng vừa mới chia sẻ cách với các bạn cách ủ hạt và cách chăm sóc cây hoa cúc bất tử. Thì chúc tất cả các bạn sẽ thành công khi mà các bạn trồng cái cây hoa cúc bất tử này nhé. Ươm mầm vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video